Dùng giấy chứng nhận ly hôn để câu cá. Không ngờ dư luận đến nhanh như vậy. Tôi đã câu được một xác chết nữ. Phải làm sao đây? Cái đẹp si tờ gì mà câu được người chết? Câu cá chết trong đêm Trung Nguyên tại nghĩa địa. Xác chết nữ tươi. Bắp này thực sự đã tích lũy đầy đủ, còn kích thích hơn cả phim kinh dị. Ngực bị đâm thủng, tim bị móc giống. Shitojima mau báo cảnh sát đi. Đừng báo cảnh sát vội. Đừng làm kinh động ổ câu cá của tôi. Còn nửa tiếng nữa. Chẳng lẽ nhiệm vụ sẽ thất bại sao? Nhiệm vụ là thu hoạch 100 cân, chứ không phải 100 cân cá. Chẳng phải nói xác chất nữ cũng tính vào thu hoạch của tôi sao? Xác chất đứng dậy rồi. Cái đẹp Shitojima chạy mau. Tên này chắc tiêu rồi. Hỏng rồi. Shitojima cậu này chẳng lẽ bị dọa ngốc rồi hả? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Shitojima cậu đã dùng hết vận may cả đời này. Tổ tiên của Phạm Ca đã cạn kiệt hết các mối quan hệ dưới mồ, cuối cùng cũng bảo vệ được cái mầm non độc nhất này. Cái đẹp Shitojima cậu, anh chạy sai hướng rồi. Cô chính là thu hoạch của tôi. Nếu để cô chạy mất, thu hoạch của tôi không đủ 100 cân, thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Rất nhanh chóng, áo phản vác xác chất nữ xuất hiện lại trong ống kính phòng live stream. Cái đẹp tình huống gì đây? Shitojima cậu vác xác chất nữ quay lại rồi. Trông giả giả sao ấy? Chắc chắn là hiệu ứng chương trình. Kỹ xảo giả. Không thấy vị trí tim của xác chất nữ có một lỗ hổng sao? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Đợi chú cảnh sát đến sẽ biết là thật hay giả thôi. Xác định chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ người tàn nhẫn. Thu hoạch vượt quá 100 cân khi câu cá đêm ở nghĩa địa vào Trung Nguyên. Phần thưởng tiền mặt 10 triệu. Đạt được thân thể kim cương. Không tệ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Con phải cảm ơn cô nữa. Nếu cô là một mỹ nữ, ngang tầm Niết Tiểu Thiến, tôi nhất định sẽ cưới cô. Những việc các tiền bối có thể làm, tôi A Phàm cũng có thể làm được. Là anh báo cảnh sát à? Trương đội tim bị móc giống. Đây chắc là vết thương chí mạng. Anh phát hiện xác chết nữ lúc mấy giờ? Chưa tới 3 giờ sáng này. Trời sắp sáng rồi anh mới báo cảnh sát. Tôi không phải sợ làm kinh động ổ câu cá sao? Hay thật, sợ làm kinh động ổ câu cá. Đây mới đúng là dân câu cá chúng ta. Không cứu được rồi, không thể hiểu nổi. Trước đây tôi cũng không thể hiểu nổi. Cho đến khi tôi dùng cần câu của bạn mình và câu lên một con cá chết. Hãy đưa thi thể về đi. Anh cũng cần về đồn cảnh sát của chúng tôi để lấy lời khai. Sợ là không đi được rồi. Trương đội trưởng, sao thế? Chuyện gì thế này? Đây chẳng lẽ là hồn ma của xác chất nữ? Cái đẹp, bán mộc hộ thể, chú cảnh sát hộ thể, một thân chính khí, không sợ hãi gì. Đã nói có những việc rất kiêng kỵ. Shitojima cậu không tin, giờ thì tốt rồi, chọc giận thứ dơ bẩn rồi phải không? Trương đội trưởng phải làm sao bây giờ? Mau đi thôi, đây là oán khí cực lớn của người chết oan. Chưa chọc đến hắn, các anh chết cũng không biết tại sao mình chết đâu. Ai? Giọng nói bất ngờ này, ngay cả A Phàm cũng nổi da gà. Ngươi là ai? Hỏi mà như biết rồi. Ngươi câu cá trên mái nhà ông già ta cả đêm. Vật cung tế đã hứa với ông già ta đâu? Đã đưa cho ngươi rồi còn gì? Thế mới đúng chứ. Cậu thanh niên cũng mau về đi. Người phụ nữ đó chết oan. Nếu còn lấy cậu thì phiền phức lắm. Còn lấy tôi thì tốt quá. Khỏi cần cưới vợ luôn. Cậu thanh niên này thật là dâm đáng. Chưa chọc thứ này, nhẹ thì ngày nào cũng xui xẻo. Uống nước lạnh cũng mắc nghẹn. Nặng thì trực tiếp mất mạng. Không chừng ngày nào đó chết oan. Những gì nên nói đã nói hết rồi. Nghe hay không là tùy cậu. A Phàm biết ông già quỷ này có ý tốt, cũng không nói nhiều. Thu dọn xong dụng cụ câu cá, liếc nhìn xác chất nữ rồi rời đi thẳng. Trung đội không định báo cáo à? Bây giờ trời đã sáng rồi. Chúng ta quay lại hồ nước xem sao. Thôi bỏ đi, tôi sợ lắm. Giữa ban ngày sáng rồi sợ gì chứ? Cái đẹp Shitojima cậu bị xác chất nữ quần lấy rồi. Chẳng lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện? Các fan nhà cậu, tôi vừa mới ly hôn. Các bạn nói chuyện này có tính là quà tặng của tự nhiên dành cho tôi không? Xác định chúc mừng chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ, giành được nhiệm vụ nữ quỷ áo trắng, phần thưởng của hồi môn 30 triệu, 13 kim quỷ. Nhiệm vụ đã kích hoạt. So với 30 triệu tiền mặt, tôi thích 13 kim quỷ hơn. Nghe đồn kim thứ 13 có thể sinh xương trắng, hồi sinh người chết, không biết có đúng không nữa. Xem ra chỉ có thể cưới cô thôi. Cái đẹp Shitojima cậu quá tàn nhẫn. CGC lợi dụng đêm tối, nhưng cô gái này đã chết lạnh từ lâu rồi. Phàm Ca giỏi nhỉ, xúc phạm thi thể đấy các bạn ơi. Thân hình đẹp thế này, chắc chắn là một mỹ nữ. Ra đây đi, tôi biết cô ở đó. Không ra tôi sẽ đốt xác cô ngay. Tôi chết thật thảm. Sau khi chết cần tìm một thân thể khác mới có thể đầu thai. Anh thay tôi đi. Cô muốn lấy mạng tôi, vậy tôi lấy người của cô cũng không quá đáng chứ. Đã cô tự dâng lên thì tôi sẽ không khách sáo đâu.
anh ơi em đến để dọa anh thôi. Chứ không phải anh dọa em. Cái đây cả con mà nữ này cũng sợ. Sidorzimmer quá dữ dội. Ngừa bức. Tôi ngay cả Ninh Thái Thần cũng không phục. Chỉ phục Sidorzimmer, tâm phục khẩu phục. Bạn trên không cần khẩu phục đâu. Mà nữ khẩu phục là được rồi. Đẹp, con đường hỏng này cũng đỡ giết được cơ à. Hãy hàn trước cửa xe không cho ai xuống hết. Anh ơi, anh còn trẻ. Ngàn vạn lần đừng đi vào con đường phạm tội. Lại còn hiểu luật nữa chứ. Nhưng cô là ma nên không được pháp luật bảo vệ đâu. Dùng giấy chứng nhận ly hôn câu được một xác chứ không ngờ bị cô ta quấn lấy. Để không phụ lòng trách nhiệm của tự nhiên, tôi ném cô ta lên giường. Anh ơi em đến để dọa anh thôi. Không phải anh dọa em. Anh đang dùng súng đấy. Hơn nữa chúng ta đâu phải vợ chồng. Vậy thì chúng ta kết hôn trước đi. Kết hôn rồi thì có thể có quan hệ vợ chồng. Một tờ hôn thư. Trên tàu thiên đình. Dưới sáng địa phủ. Khẩn cấp như luật lệ. Anh làm gì vậy? Kết hôn chứ gì? Giấy vàng đã đốt hết rồi. Điều này có nghĩa là trời đất công nhận quan hệ vợ chồng của chúng ta. Nên cô cần phải thực hiện trách nhiệm của người vợ rồi. Anh ơi anh, em là ma nữ đấy. Kết hôn với em anh sẽ xui xẻo đó. Tôi không quan tâm, nhưng em quan tâm. Em còn chẳng quen biết anh, cũng không thích anh. Anh phải biết ép tình thì không ngọt ngào đâu. Kể có ngọt hay không, giải khát là được. Kim cang chi thân đạt được ở tập trước. Còn chưa thử uy lực đâu. Cô có phúc rồi. Đội trưởng Trương, thi thể biến mất rồi. Chẳng lẽ chuyện xảy ra tối qua đều là giả? Là chúng ta bị ảo giác sao? Không phải là hắn đang giở trò đấy chứ? Chuyện này không liên quan đến lão gia tôi đâu. Đi nhanh còn gọi cái gì? Thế giới này thật sự có ma sao? Đội trưởng Trương, anh xem thằng nhóc tập trước lên tắc tìm kiếm kìa. Đội trưởng Trương, tên đó không phải làm thật đấy chứ? Làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, thấy kẻ chạy trốn rồi, thấy kẻ háo sắc rồi, thật sự chưa thấy ai dùng ma nữ. Cả đám người tam quan vỡ nát. Nhưng đội trưởng Trương với tư cách là cao thủ phá án, rất nhanh nắm được trọng điểm, đã xác chân nữ biến thành ma nữ, vậy chắc chắn biết mình bị ai diệt chết. Vậy chúng ta phải đi tìm hắn. Tôi hơi sợ. Tên đó còn không sợ. Chúng ta sợ cái gì chứ? Sau khi xong việc hút một điếu thuốc còn hơn cả thần tiên sống. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ người tàn nhẫn, giành được nữ quỷ áo trắng, phần thưởng 30 triệu tiền mặt, 13 kim quỷ. Lại là thu nhập 30 triệu nữa. Xin chào, 110 phải không? Có người cưỡng bức tôi. Xin chào, xin hỏi cô đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đến ngay. Xin chào, xin hỏi cưỡng bức ma nữ không phạm pháp chứ? Ma nữ, tôi lại khác rồi. Hay là làm lại lần nữa đi. Anh đừng lại đây. Tôi vẫn còn đau. Bên ngoài là ánh mặt trời nóng bỏng. Chỉ cần cô dám ra ngoài, sẽ hồn phi phách tán. Anh, nữ quỷ áo trắng lại lần nữa nứt vỡ hồn thể, dần dần trở nên mờ nhạt. Vì vậy, không phải hồn phi phách tán chứ. 13 kim quỷ quỷ công. 13 kim quỷ này của Nhiên mạnh mẽ. Hồn phách của nữ quỷ lại được lấp đầy. Chỉ là tinh lực mình hao tổn quá. Để ngủ an toàn, A Phạm dùng dây mực đen trói xác chất nữ lại. Nữ quỷ áo trắng cảm nhận mọi thứ. Theo thời gian trôi qua, cô ta cũng dần dần khống chế được năng lực hồn thể. Dây mực đen tầm thường làm sao giam giữ được cô ta. Tên này dám đối xử với ta như vậy, ta giết ngươi. Tôi đã thành quỷ rồi, anh ta lại không sợ. Còn cưới tôi, chẳng lẽ là chân tâm sao? Đây rõ ràng là quỷ giữ người sống. Tránh còn không kịp, người chủ động như A Phạm căn bản không có. Ngay cả vợ chồng thật sự cũng không làm được như vậy đâu. Đồng chí, các anh đây là... Chúng tôi nhận được báo án, có người bị cưỡng bức. Các anh chẳng lẽ cũng nhận được báo án sao? Cưỡng bức, không phải chứ? Mà người cũng biết báo án à? Trương đội trưởng, cửa tự mở. Phải tin vào khoa học, là cửa tự động. Xin chào, chúng tôi nhận được báo án, mong anh hợp tác điều tra. Người này bị cưỡng bức đến chết. Anh bị bắt rồi. Không ai ngờ trong phòng còn có người khác. Hơn nữa lại còn dám tấn công cảnh sát. Ai? Sao có vẻ quen mặt nhỉ? Anh nhìn xem ghế sofa kìa. Tôi biết rồi, họ là chị em sinh đôi. Là ma quỷ sinh đôi à? Đây là hồn ma của xác chất nữ. Chạy không thoát rồi. Cửa bị khóa rồi. Lý quỷ bảo vệ cho Sidorzimmer. Tôi chuyển tiếp cho vợ tôi rồi. Cô ấy bảo tôi gả vợ ma cho anh. Lời không thật lòng tôi không nói. Tôi thừa nhận tôi ghen tị rồi. Tôi cũng muốn có một người vợ ma. 2, 10.816. Tổ tiên nói của không sai chút nào. Ngựa hoang tính khí dữ dội đến đâu, chỉ cần cưỡi một lần là có thể cưỡi mãi.
Thôi bỏ đi, họ cũng là vì cô mà đến. Cô vừa hay có thể nói là ai giết cô. Đúng đúng đúng, rốt cuộc là ai giết cô? Tối qua tôi đi dạo ở bờ sông, gặp một người đàn ông lùn mặc quân phục Nhật Bản. Hắn ta móc tim tôi ra, ăn thẳng luôn. Quân phục Nhật Bản, cái đẹp. Chỉ có thể trách số mệnh tôi không tốt. Gặp ma và đen trung nguyên, không phải số mệnh cô không tốt, mà là bát tự sinh thần của cô có vấn đề. Bát tự sinh thần của tôi có vấn đề. Nhìn từ ngày sinh của cô là nữ ngũ âm. Nữ ngũ âm là gì? Cái gọi là nữ ngũ âm chính là phụ nữ sinh ra vào giờ âm ngày âm, tháng âm năm âm liên tiếp năm đời. Cho nên không phải vận khí cô không tốt, mà là tên Nhật còn đó chuyên đi tìm cô. Vì ăn tim cô có thể tăng đạo hạnh rất nhiều, chắc chắn tên Nhật còn đó sẽ còn ra tay nữa. Vậy thì tệ rồi. Sao vậy? Tôi còn có một em gái sinh đôi.